Ok, đây mấy anh em coi nè, đau đớn nè mấy anh em, thấy chưa? Đây, thấy chưa anh em? 110, vô quýnh với nó 117, 117 kìa, rụng nụ với nó, chưa quýnh được nghe, xong không có thắng nổi, khổ chưa? Bây giờ hình như là bây giờ là cái két sồ này là phải có sấm sét đi mới được đây nè, còn mấy cái ở trên mình chưa coi nữa. Chết rồi, sấm sét le dành nha anh em, energy với le dành chúng họ là gãy rụng nụ hết. Bây giờ thì mình cho nó lên 115 mới được anh em ơi. Chết rồi, Guardian nó nằm bây giờ cái chúng mô rồi ta. Đi vô đây kiếm nó coi cho nó dễ. Mai Kraran nè, rụng nụ nghe anh em, visit chết luôn. Lên 115 trước đi con ơi, tao nghèo quá. Rồi ok, quên nữa, trời ơi, thêm cái nữa đi, chaining cho nó mạnh thêm cái nữa mới được, thêm một bước nữa chứ không hồi lên 115, hai viên 117 cũng cũng không có nổi với nó nữa. 115 đây, chaining cho mày nữa, vô quýnh sao đây. Dớt ngấm rồi nè. Không, con này quên nữa, con này nó yếu, con đầu này nó yếu, quên quên anh em, con đầu này vợ có 104 à, trời ơi, nó hả đeo mình này kìa. Nó cũng ngấm à, chết 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 chết, hồi máu hồi máu hồi máu. Wow, ok, 115 được nha, 115 được. Rồi, level 6 này nó tới 6 cái gương lận, kinh hồn gái tăng lên 6 gương là anh em khổ anh em thiệt luôn á. Một gương đây là 2, đây là 3, 4, 5, ở đây là 6, 6 gương lên anh em. Gái chơi cái sồn mà chừng nữa năng lên kiểu này chắc chết luôn quá. Đấy, ok chưa? Rồi một chút nữa mình sẽ vô tiếp tục nữa nha anh em. Đây chính là một cái clip ngắn thôi, clip ngắn cho mà là mình làm cho mấy anh em xem là sẽ bị gãy nguyên tố nha. Không có ánh sáng, ủa không có energy với lại cái gì, energy với vôi hả, bữa nãy energy vôi với lại le dành là bị ngấm cù đèo nha anh em. Mấy anh em cố gắng nha, gãy là ngấm đó. Dạ hơn đây chỉ là cái sự kiện nghe biết thôi, sự kiện đời mà cho kiểu này là ngấm chết. Mà đợt sự kiện D vừa rồi mình cũng ok, tại vì mình chưa nâng mấy con kia lên 120 á, mình cũng dư sức. Rồi bye bye, see you.